Hoàng Anh làm quản lý khách sạn, sống cô độc sau 5 năm sang Mỹ. Bạn diễn của Hoàng Anh cho biết anh hiện làm quản lý ca đêm một khách sạn ở Bonsa, kinh tế dần ổn định nhưng không thích giao lưu, sống khép kín. Diễn viên Thắm BB cho biết đã đồng hành Hoàng Anh thời gian dài, chứng kiến anh thay đổi rất nhiều từ khi bước qua cuộc hôn nhân tan vỡ. Lúc ra đi, Hoàng Anh chỉ có hai bàn tay trắng nên hoang mang, mất phương hướng. Anh ấy đã cố gắng làm việc gần 3 năm qua để xây dựng cuộc sống tại Mỹ và làm chỗ dựa cho người thân ở quê, cô nói. Theo Thắm BB, lúc mới ly hôn, Hoàng Anh sống vất vả vì không có công việc ổn định. Anh chỉ dựa vào nguồn thu nhập đến từ việc ghi hình talk show chuyện tình yêu do Thắm BB sản xuất. Đến cuối năm 2022, Thắm BB dừng chương trình vì một số lý do riêng. Cô khuyên Hoàng Anh thử sức nhiều lĩnh vực để tìm lối đi riêng. Anh từng bán hàng online, chạy xe Uber trước khi làm quản lý khách sạn. Tôi giúp anh xin việc tại một khách sạn của người quen. Ban đầu, anh tỏ ra tự ti vì chưa giỏi giao tiếp tiếng Anh. Tôi đã động viên rất nhiều cũng như chỉ ra các vấn đề anh buộc phải đối mặt nếu muốn tiếp tục sống ở Mỹ. Dần dần, anh cải thiện khả năng ngoại ngữ, thích nghi nhanh và được khen làm việc rất tốt. Cô nói, thu nhập từ công việc quản lý khách sạn, theo Thắm BB, đủ cho Hoàng Anh trang trải cuộc sống và tích góp gửi biếu mẹ. Gần đây, anh trả xong khoản góp chiếc xe hơi, chỉ còn thanh toán phí thuê nhà hàng tháng. Tuy vậy, Hoàng Anh chưa thảnh thơi vì chịu áp lực gồng gánh kinh tế gia đình. Mới đây, mẹ đẻ anh bị tai biến nằm chỗ nên chị gái phải nghỉ làm chăm sóc. Anh trở thành trụ cột, hàng tháng gửi sinh hoạt phí về nuôi mẹ và chị. Dù không quá bận, Hoàng Anh hiếm khi đi chơi vì anh thường ngủ ngày để bù sức cho ca đêm. Anh cũng bỏ mất thói quen tập gym, hay ăn khuya nên tăng cân, vóc dáng không đẹp như trước. Hoàng Anh từng tranh thủ 3 ngày chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập nhưng không đáp ứng được do cơ thể mệt mỏi, đầu óc thiếu tỉnh táo. Anh chỉ thỉnh thoảng nhận livestream bán hàng cùng Thắm BB khi được mời. Thắm BB cho biết hiện cuộc sống của Hoàng Anh hơi cô độc và buồn tẻ. Ngoài công việc, anh không có nguồn vui, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm chị gái và mẹ. Anh ấy không có nhu cầu kết bạn vì khó tin tưởng người khác, cũng luôn giữ tâm lý đề phòng do từng chịu nhiều tổn thương, bạn diễn Hoàng Anh nói. Theo Thắm BB, Hoàng Anh không bận tâm khi ít bạn bè, chẳng có nhiều cơ hội đi chơi hay làm nghệ thuật. Trước mắt, anh đặt mục tiêu xây dựng nguồn tài chính vững vàng, thi quốc tịch Mỹ để làm bàn đạp cho những dự định tiếp theo. Hoàng Anh sinh năm 1986, là diễn viên điện ảnh và kịch nói được nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là khu vực phía Nam. Trong lĩnh vực phim ảnh, Hoàng Anh đóng nhiều phim như Đam Mê, Ký Túc Xá, Hoa Nắng, Cô Thắm Về Làng. Năm 2018, anh được nhiều người chú ý với vai gã chồng Sở Khanh trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Hoàng Anh kết hôn với vợ cũ năm 2017. Cả hai sống xa cách đến năm 2019 mới sum họp, khi Hoàng Anh gác lại công việc diễn xuất để qua Mỹ định cư. Khoảng giữa năm 2020, hôn nhân của diễn viên xuất hiện rạn nứt. Anh quyết định bỏ đi, sau đó gửi đơn xin ly hôn. Đến tháng 3 năm 2023, thủ tục ly hôn của vợ chồng anh mới hoàn thành. Thắm BB sinh năm 1982, quê Bình Dương. Cô yêu thích nghệ thuật bên cạnh kinh doanh nên tham gia đóng phim và sản xuất các chương trình giải trí tại Mỹ. Thắm BB được cho là bạn thân, tri kỷ của Hoàng Anh. Cả hai gắn bó trong công việc, cũng thực hiện talk show chuyện tình yêu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.